Những tháng đầu năm nay phân khúc qua đất nền tại thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng tiếp tục bùng nổ và dự báo giao dịch quý 2 sẽ còn tốt hơn giao dịch quý 1 năm 2017. Đây là thông tin được công bố tại buổi họp báo thị trường bất động sản Việt Nam quý 1 và triển vọng quý 2 năm 2017 do Hiệp hội bất động sản Việt Nam vừa tổ chức tại Hà Nội. Theo số liệu thống kê của các sàn giao dịch thành viên thuộc Hội môi chế bất động sản Việt Nam, trong quý 1 năm 2017, ghi nhận giao dịch giảm sút so với quý 4 năm 2016 và cùng kỳ năm 2016. Tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh, căn hộ cao cấp thanh khoản chậm, căn hộ trung cấp chiếm tỷ trọng giao dịch lớn hơn. Tại thị trường Hà Nội, giao dịch chung cư duy trì ở mức ổn định. Ngoài ra, điểm chú ý trong quý 1 là sự tăng giá mạnh mẽ của phân khúc đất nền ở Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh, có những nơi tăng tới 10 đến 40% so với thời điểm cuối năm 2016 như ở quận 2, quận 9 và Thủ Đức theo đó phân khúc đất nền tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ sôi động trở lại, đặc biệt là ở các quận vùng ven với nhiều dự án quy mô lớn. Tại thị trường Đà Nẵng, quý I ghi nhận hơn 1.000 giao dịch ở phân khúc đất nền, giá đất nền khu vực ven sông Hàn, ven biển Phạm Văn Đồng, Mỹ Khê v.v. và tất cả các khu vực trục Nam thành phố so với thời điểm cuối năm 2016 tăng từ 30 đến 50%. Dự báo về triển vọng thị trường bất động sản quý 2 năm 2017, trên thị trường sẽ đón nhận nhiều nguồn cung mới. Giao dịch quý 2 năm 2017 sẽ tốt hơn giao dịch quý 1 năm 2017. Đặc biệt, một số dự án bất động sản từ các chủ đầu tư có thương hiệu như Vingroup, Eurowindow sắp tới sẽ tung ra một lượng lớn các nhà ở phân khúc trung bình. Đây là phân khúc có nhu cầu lớn mà thị trường đang chờ đợi. Vì vậy, thị trường dự báo sẽ sôi động ở phân khúc này và thanh khoản cũng sẽ tốt hơn.